Cách chức chủ tịch xã ở Thanh Hóa do tòm tem với vợ người khác. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành cho biết, huyện vừa có quyết định cách chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ đối với ông Trương Văn Gương do người này bị bắt quả tang tòm tem với chủ tịch hội phụ nữ. Ngoài ra, bà Trương Thị Hà, chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Thành Mỹ cũng bị xem xét kỷ luật theo quy định. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thạch Thành nhận được báo cáo của Công an huyện Thạch Thành về vụ đánh nghe liên quan đến ông Trương Văn Gương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ và bà Trương Thị Hà, chủ tịch hội phụ nữ xã, có kèm theo video làm vật chứng. Ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra huyện Thạch Thành đã vào cuộc kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Gương và bà Hà. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra, ngày 18 tháng 6, Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành đã họp thảo luận và thống nhất kết luận việc làm của ông Gương, bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế văn hóa công sở, vi phạm quy định 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà,